Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái thủ thuật hay là một số cái kinh nghiệm mà mình đã và đang và soi mói ở trên Facebook được. Thì như các bạn biết, các bạn bây giờ rất nhiều bạn trẻ bây giờ đang muốn kiếm tiền bằng YouTube, ông nhờ vào cái sự mà quảng cáo của các cái doanh nghiệp. Thực tế thì các bạn thấy đấy, rất là nhiều người làm trên YouTube kiếm được hàng triệu đô. Các bạn cũng có thể là các bạn xem, các bạn thích rồi các bạn muốn làm, nhưng mà làm sao mà làm. Mình xây nhà thì mình phải xây móng trước, cái nền tảng mình chắc rồi thì mình có thể xây được lên tầng. Thì các bạn đừng có nhìn những cái ảnh mà sâu gọi là sâu về tiền đấy, có nghĩa là người ta làm kiếm được 1.000, 2.000, 3.000 đô một tháng, các bạn nhìn các bạn sướng. Các bạn tìm những cái mánh khóe này lọ kia, nào là đăng video lên các trang auto để kiếm view, rồi nào là post những cái clip mà xxx video 18 cộng, rồi là các bạn là đi download lại phim này phim kia xong là up lên, rồi là giật tít tiêu đề, nhưng mà thực ra nội dung thì chẳng có gì là hay, chẳng có gì là đúng cả. Tất cả những cái đấy các bạn, tôi nhắc các bạn nên dừng lại. Nếu mà làm như vậy thì nó sẽ mất công, làm vậy nó sẽ mất công, mà sớm muộn thì các bạn cũng bị ban kênh mà có khi tiền chưa nhận được đấy. Nói thẳng ra như thế, mình đi làm thì cũng phải một tháng phải 30 ngày cho đến 40 ngày người ta mới trả công cho mình một lần, mà bạn trong một tháng rời đồng đọng bạn làm như vậy, xong cuối cùng là khóa kênh rồi này lọ kia không được thanh toán, rồi là khóa tài khoản, vô hiệu hóa tài khoản ADSEN, rồi là các cái tài khoản Freedom hay là Network, rồi là Quick Group linh tinh đấy. Nói chung là mình không lên nhá các bạn, mình khuyên các bạn là không lên. Mình làm cái gì nó phải đúng và là của mình. Thứ nhất là các bạn tự quay lại cái video clip này. Đấy, cái thứ hai là các bạn có thể lên YouTube, lên Facebook hay lên một số cái diễn đàn nào đó mình thấy người nào post clip hay ấy. Mình có thể mình đào về, nhưng mà như này nhá, đào về các bạn tự tạo ra một cái kênh mới, các bạn up lên đợi 1 đến 3 đến 5 ngày. Ví dụ cái video đó rất là hot, rất là hay, nhưng mà nó không thông báo là trùng bản quyền hoặc là nội dung thứ ba trùng khớp hay là này nọ kia, thì các bạn mới post lên cái kênh chính của các bạn. Thực ra người Việt Nam mình ấy thì rất là đố kỵ và ganh ghét lẫn nhau, nên là mình làm cái gì cũng hay, nếu mà mình hơn người ta sẽ mình sẽ bị người ta phá hoại. Thì cái lời khuyên chân thành của mình ấy, theo mình để ý ấy, thì các bạn không lên làm những cái mà liên quan đến của Việt Nam. Nói chung là chủ đề hay là tất cả cái gì đó các bạn không làm liên quan đến Việt Nam, mà các bạn hãy hướng tới nước ngoài. Tại vì sao? Thứ nhất, tại ở Việt Nam các bạn có được hàng triệu view đi nữa, nhưng mà tiền của các bạn chắc cũng chỉ được 5-7 đô thôi. Một triệu view đấy cũng chỉ được 5-7 đô thôi. Mà thứ hai lại còn hay bị chúng nó phá nữa cơ. Chúng phá, chúng nó rep post, nó báo, chúng nó gắn cờ, chúng nó chơi đẻo mình đấy. Nên là các bạn có những cái video hoặc là các bạn tự tạo ra, các bạn lên vào Google dùng cái phần dịch tiếng Anh ấy, các bạn dịch làm sao dịch sang tiếng Anh, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Mỹ cho bọn Tây nó xem. Thứ nhất, bọn Tây nó xem mình, cái lượt xem của nó sẽ được, ví dụ lượt xem của Việt Nam 10 lượt xem của Việt Nam chỉ bạn được 1.000 đồng, nhưng mà nếu mà 10 lượt xem của người Mỹ chẳng hạn thì bạn có khi là bạn sẽ được 10.000 đồng đấy. Cái thứ hai là cái lượt kích quảng cáo, ví dụ 10 người Việt Nam kích quảng cáo bạn chỉ được 50.000, nhưng mà 10 người của Mỹ kích quảng cáo bạn sẽ được 500.000 đấy. Mình thì nói chung là mình cũng chả giỏi gì đâu, nhưng mà những cái này ấy, mình nói ấy, cũng không phải là thừa. Thực ra ấy, mình cũng không có làm video mình chỉ trỏ này lọ, mình chỉ nói không ấy, nhưng mà mình nói cái này các bạn nghe, các bạn học, mà các bạn tiếp thu được đến bao nhiêu các bạn tiếp thu. Tại thực ra mình cũng chả kiếm tiền bằng cái này, mình cũng chỉ làm công nhân thôi, tháng 3 triệu thôi, nhưng mà mình rất là ham học hỏi, rất là muốn biết. Đây là mình chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình biết cho các bạn. Bài hôm nay thì mình cũng chỉ nói sơ sơ qua là như vậy thôi. Còn cái bài tiếp theo ấy, mình sẽ chia sẻ thêm những cái gì mà mình biết cho các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip hướng dẫn sau.